Lẽ ra tôi phải được tập với đội bóng, bất kể lựa chọn của huấn luyện viên, Bonucci nói trên Mediaset hôm 15 tháng 9. Tôi có quyền làm điều đó, nhưng họ đã không cho tôi làm. Đó là sự sỉ nhục lớn nhất mà tôi phải chịu đựng. Bonucci tuyên bố kiện Juventus vì đã loại anh khỏi đội hình một cách thô bạo và không cho tập. Nếu thắng kiện, trung vệ 36 tuổi hứa ủng hộ từ thiện toàn bộ số tiền được bồi thường. Bonucci cũng cáo buộc huấn luyện viên của Juventus, Marc Allegri dựng chuyện về việc ban lãnh đạo câu lạc bộ thông báo cho anh ý định chia tay từ tháng 10 năm 2022. Theo kế hoạch ban đầu, trung vệ 36 tuổi muốn kết thúc sự nghiệp tại Juventus khi hết hợp đồng vào tháng 6 năm 2024. Hồi tháng 5, anh đã nói với ban lãnh đạo rằng sẵn sàng ở lại với tư cách lựa chọn thứ 5 trong 6 hậu vệ để giúp các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, đến hôm 13 tháng 7, sau khi các tin đồn xuất hiện trên mặt báo, Juventus mới thông báo cho Bonucci về việc loại anh khỏi đội hình. Tôi đã ngửi thấy điều gì đó khi đọc báo rằng tôi sẽ không còn là một phần của Juventus và sự hiện diện của tôi sẽ cản trở sự phát triển của câu lạc bộ, Bonucci nói thêm. Đây là nỗi nhục mà tôi phải gánh chịu sau hơn 500 trận. Bonucci cũng khẳng định vụ kiện không nhằm chống lại Juventus, cổ động viên và các đồng đội cũ. Mục tiêu của anh là những người lẽ ra phải để anh kết thúc sự nghiệp tại Juventus một cách tôn trọng và xứng đáng. Sau khi thanh lý hợp đồng với Juventus, đến ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2023, Bonucci gia nhập Union Berlin. Trung vệ người Italy đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho trận ra mắt đội bóng Đức. Bonucci từng chơi 502 trận cho Juventus và là một trong 6 cầu thủ phục vụ, lão bà, nhiều nhất. Với đội bóng áo sọc đen trắng, anh giành được 8 Serie A, 4 Cup Italy, 5 siêu Cup Italy và 2 lần vào chung kết Champions League. Trong màu áo tuyển Italy, Bonucci chơi 121 trận, ghi 8 bàn và giành Euro 2021. Bàn cuối cùng của trung vệ 36 tuổi cho đội tuyển là bàn gỡ 1-1 trong trận chung kết Euro 2021 trước khi thắng Anh 3-2 trong loạt luân lưu. Bonucci thực hiện thành công một trong 3 quả luân lưu này.